Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại channel của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái video, mình sẽ làm một cái video ngắn và chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em tải cái game ETS2 Euro Truck Simulator 2 các bạn, và các bạn cài đặt nó và chơi nó như thế nào nha. Thì đối với tựa game này thì hiện tại đang rất là hot trên cái thị trường game mà game gọi là game mod lái xe. Ngoài cái Bus Simulator Indonesia dành cho điện thoại thì PC là một cái máy mà mọi người có thể trải nghiệm trên thêm game nữa là game Euro Truck Simulator 2 nha. Thì đầu tiên á, thì để mà tải cái game ET2 về thì có hai cách. Cách thứ nhất là anh em có thể search trên Google, anh em gõ lên là lên cái trang web là Steam. Steam này anh em. Đây. Steam này thì đây là một cái trang web mà anh em có thể tải về rất là nhiều loại game mà các anh em mod. Thì trong đây nó có game ETS2, thì anh em bấm vào trong cái này, anh bấm là ETS2 đó, và anh bấm Enter thì nó sẽ liệt kê dưới này là game ETS2 nên anh nhấn chọn. Thì hiện tại các bạn thấy là phí của cái game này là 350 ngàn để mà các anh em có thể tải về, và bên kèm đó thì anh em phải tải thêm những cái phần phụ của game, những phần mà để anh em DLC nữa, để anh em tải về anh em mod vào thì nó có những khoản giấy này. Hoặc là anh em có thể lên tải một cái bản rác nào đó để về sử dụng. Thì đó là cách tải nha. Và khi mà tải game vào game á thì anh em cài đặt xong, anh em vào game thì nó sẽ nói mình là tạo hồ sơ. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo hồ sơ mới nha. Thì khi mà tạo hồ sơ đó là như này, vô chỗ phần này là anh em sẽ tạo thành tên đi, nam đi, mình sẽ tạo tên nam. Rồi ở phần này là nam hay nữ này, mình sẽ chọn qua đây, cứ anh em cứ tạo một cái tên nào đó bất kỳ đi đó. Tạo rồi tên công ty là Nam Gamer, ví dụ như anh em muốn đặt tên gì nó cũng được đó, đại loại là vậy đi. Rồi ở đây là cái phần tiếng Việt và cái phần dùng Steam Cloud này, thì nói chung là phần này mình, nếu mà anh em sử dụng của cái phần mềm Steam á thì anh em có thể dùng nó và cách cái phần này để nó sẽ update, còn nếu mà không thì anh em cứ làm vậy. Và ở đây á các bạn, anh em để ý này, ok thì đối với cái game khi anh em vào này thì nó sẽ cho mình sẽ tạo hồ sơ. Thì mình như mình nói rồi đó, anh em cứ tạo hồ sơ thì mình bấm lại nha, mình sẽ tạo một hồ sơ là ở đây nam, rồi ở đây là giới tính nam này, mình sẽ chọn một cái tên là bất kỳ, làm rất là đơn giản luôn, mình sẽ làm nhanh gọn lẹ là để cho chúng ta bắt đầu. Thì đây tên công ty mình sẽ chọn là Nam Gamer đi, đại loại nó là vậy. Rồi dưới phần này thì ngôn ngữ anh em sẽ sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh cũng được. Thường thì những cái bản khi mà các bạn anh em sử dụng á, cài thì nó mặc định là map châu Âu nha. Còn đối với mà anh em sử dụng những cái bản mod á thì tùy, giống như là anh em nếu mà anh em mua bản mod của anh Phạm Thạch á thì anh em sẽ dùng cái mod map Việt Nam đó, còn không thì anh em cứ chọn như này và tạo thôi. Cái phần dùng Steam Cloud này thì anh em có thể tắt đi, tại vì nếu mà sử dụng bản rác á thì anh em để nó, còn mà sử dụng không có bản bản gốc á, là anh em bản quyền á, thì anh em có thể sử dụng nhấp này thì nó sẽ update. Còn thứ hai nữa, nếu mà không thì anh em mới tắt đi. Rồi ở cái phần này á, nếu mà giờ mình đang hướng dẫn là anh em là sử dụng cái bản mod nha, mod thì khi mà anh em mod map vào thì anh em sẽ để ý là ở phần bên trái này nó sẽ có phần là trình quản lý mod, thì mình sẽ nhấp vào đó. Thì ở đây do mình mua cái map Việt Nam, mà mua map Việt Nam của anh Phạm Thạch cho nên là mình sẽ mod map vào. Thì đầu tiên để mà mở được cái này á, để mà vào nó có những cái này á, thì anh em để ý phần này nha, mình sẽ thoát ra ngoài này.
Thì ở trong đây nó có cái phần anh em vào cái phần ODSC này, ODS document, cho anh em vào document. Thì trong cái document này khi mình cài game nó sẽ tạo cho mình một thư mục Eurojust Simulator 2 này, anh em nhấp vào nha. Thì ở trong đây anh em để ý cái phần mod này, cái chữ mod này, mod đây nó còn hai này. Đây là cái phần mà nó sẽ chứa tất cả những cái file mod map Việt, mod bản map này, rồi mod xe, mod skin các kiểu. Thì anh em cứ quăng hết vào trong này nha, cứ quăng hết trong này. Và anh em lưu ý là những cái file mà anh em mod vào trong, anh em quăng vào trong này á, nó phải phù hợp với cái bản game anh em đang xem, đang chơi. Ví dụ như là mình đang chơi game cái bản là 1.46 đi, thì những cái dòng này thì mình phải sử dụng cho cái dòng là 1.46, anh em nhớ nha. Đó thì cái này mình đã mod vào rồi, mình đã quăng hết vô đây rồi, thì bây giờ mình chỉ quay vào cái game mình sẽ nói thêm nha. Rồi thì đầu tiên thì mod ấy, thì anh em để ý là cái mod map Việt Nam thì chắc là khi mà anh em mua thì anh em sẽ được hướng dẫn, nhưng ở đây mình nói sơ qua thôi. Đó, mình làm nhanh gọn lẹ. Đó, mình làm nhanh gọn lẹ thôi. Đưa vào, đưa hết vào. Đó. Thì theo thứ tự game nó sẽ như thế này: Việt Nam, Đông Nam Bộ, miền Tây và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đó, rồi thì tiếp theo nữa là C. Tiếp theo nó là C nha anh em. C nha. Ở đây mình sẽ sử dụng một chiếc C này nha anh em. Sử dụng chiếc C Thaco Movie Home này nha. Thì đây là chiếc C mod. À, còn skin á thì mình sẽ đưa hết skin vào. Đó, mình đưa hết skin vào. Rồi. Skin hết vào luôn. Rồi. Thì mình đã đưa hết rồi. Bắt đầu mình lưu lại này, xác nhận thay đổi này, nhấp vào. Thì nó sẽ lưu hết, và khi anh em lưu vào thì anh em để ý cái phần này là mod model bản đồ này. Thì trong này mình sẽ chọn là phần map 1 này, thì tại vì đây là cái bản mà mình đã mod vào thì nó sẽ như này. Còn tắt này đi và chúng ta sẽ tạo nha. Đó, tạo thì trong này nó sẽ hướng dẫn, nó nói anh em là thiết bị điều khiển hay gì, thiết bị điều khiển hay gì thì mình chọn bàn phím hay là bị lái chuột, thì tùy anh em nha. Anh em sử dụng bàn phím thì chọn bàn phím, thì đây mình dùng thiết bị điều khiển đi. Đó, rồi vô lăng cần lái này thì mình chọn vô lăng này, rồi hộp số hoàn toàn tự động, hoàn toàn tự động hoàn toàn gì đó tương tự. Thì ở đây mình sử dụng cái vô lăng, hệ thống vô lăng này, cho nên là mình sẽ chọn kiểu khác. Rồi số thì hộp số thì mình sẽ chọn phạm vi nha. Rồi ở đây khi mà phần setup này anh em nhớ là nhấp vào thì nó sẽ đó, đây là cái phần mà vô lăng này á, khi mà mình gạt dài nó quay này là nó hiện lên con chuột là ok rồi. Đó, bây giờ nó không chuột nè, tên đấm mình dậm chân ga này, đó dậm chân ga này nó sẽ sáng lên. Rồi còn gạt phanh này dậm phanh đó. Rồi phần ly hợp là cái phần côn đó. Rồi kế tiếp mình sẽ làm nhanh gọn phần này nha. Rồi những cái phần này là những cái phần số lùi mặc định hay gì này. Rồi thì ở trong phần này set, thì khi mà nhấp vào phần này đi, dù mình set này đi thì mình bấm lùi đi, thì mình bấm lên cái đó nó sẽ lùi. Thì cái phần này mình sẽ set up, mình sẽ set up nha. Rồi thì nói chung là cái này là giống như set up rồi thì mình cứ để luôn. Rồi kế tiếp thì đây là kết thúc này, đó nó kết thúc. Sau khi nó kết thúc thì nó sẽ mod, nó sẽ load ra làm nó đã tạo thành công rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ vào game. À, chúng ta sẽ vào game. Thì đầu tiên á thì mình sẽ chọn một cái thành phố, thì ở đây mình sẽ chọn thành phố Mộc Châu. Mộc Châu là cái điểm mà xuất phát để chúng ta làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để có kinh nghiệm và có tiền nha. Rồi xác nhận lựa chọn này, đến phần này thì bạn bấm không nha. Bạn có muốn bỏ qua phần hướng dẫn hay không? Không thì ở đây nó sẽ xác nhận lựa chọn, rồi nó sẽ cho chúng ta vào game và chúng ta sẽ, anh em sẽ thấy là cái nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta sẽ làm. Thì ở đây là mình đang chọn cái cấu hình là gọi là cấu hình maximum á. Đây thì đầu tiên khi mà vào này thì anh em nhìn này. Đó. Thế cho chị mình chiếc xe đầu tiên để mình làm nhiệm vụ, thì anh em lưu ý là để làm nhiệm vụ này á thì nhanh gọn lẹ, thì anh em lưu ý mình cái phần này nha. Để mà sử dụng cái phím lệnh, để chúng ta cái phím lệnh cái phím mà di chuyển không á, thì anh em để ý nha. Thì trong cái phần này mình sẽ thoát ra nha, mình sẽ thoát trong game nha. Ở trong cái phần document này anh em vào này, rồi
Aerojet thì các bạn để ý cái phần cầm phim này, cầm phim này đó, anh em nhấp trái nhấp phải và anh em chọn là open with. Open with thì sau đó anh chậm sẽ chọn notepad này, notepad, notepad á, nói ra vậy notepad rồi em ok thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Thì đây là trong cái bảng này anh em phải thay đổi hai cái thông số để chúng ta có thể sử dụng phím số 0 và một số cái lệnh khác nữa. Thì ở đây anh em để ý nha, khi kéo hết xuống, kéo hết sát xuống thì trong đây nó có cái console này, anh em để ý nha, console này. Thì bình thường khi mà anh em cài game á thì nó sẽ để chỗ này là con số 0. Chỗ này là con số 0 nha. Thì để mà sử dụng lệnh này thì mình sẽ thay đổi thành con số 1. Ở đây mình đã thay đổi rồi các bạn. Nhớ nè, console này là thay đổi số 0 sang số 1. Rồi, lăn chuột lên phía trên nữa các bạn, lăn chuột lên phía trên. Lăn lên một xíu nữa thôi, không có không không gọi là không có xe đâu. Thì trên này mình sẽ tìm thấy một cái đầu mất tiêu rồi, từ từ nha. Nhanh thôi, không có gọi là không mất thời gian đâu. Thôi mình đi lố rồi, lăn lại xuống bạn. Cái lăn ban đầu là con xe lê đúng không? Rồi lăn lên xíu nữa thì cho nên nó sẽ có một cái phần nữa mà các bạn lưu ý là bạn sẽ cần đổi lại thông số. À, để mình lăn chuột coi, lăn chuột hình như không thấy. Đây developer này đó, thì ở cái phần này nó sẽ có con số 0 chỗ này luôn, thì các bạn đổi thành số 1, đổi thành con số 1 nha. Sau đó các bạn bấm save lại, bấm save lại đó, thì bấm save lại. Ở đây mình đổi rồi cho mình không có thay đổi nữa thì bấm save lại nha. Rồi sau khi anh em đổi rồi thì trong đây mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này. Thì ở đây để mà di chuyển á, đây mình sẽ mở cái map lên nhanh cho em xem này. Thì nhiệm vụ của mình á, nhiệm vụ của mình là từ đây bay tới đây, đây mình sẽ làm nhiệm vụ bay tới đây để mình có kinh nghiệm và có tiền. Tại vì khi mà anh em sử dụng quán mod này á, hoặc là chuyến đầu tiên á, thì mình cũng phải hoàn thành nó để mình có tiền có kinh nghiệm. Rồi thì mình sẽ quay ra nha. Rồi thì ở đây á, mình sẽ bấm trên bàn phím là cái chữ, cái số mà trên bàn phím này, cái số cái phím mà gần con số 9 đó các bạn, gần con số 9 á, bàn phím lớn nha, gần số 9. Rồi bấm nó thì nó sẽ cho mình xuống gầm xe. Rồi tiếp theo nữa các bạn sẽ bấm vào bên phần ô num lock này, bật cái đèn num lock sáng lên và bấm số 8 thì nó sẽ bay lên. Các bạn thấy không, đây là phím số 0 này đó, nó bay lên. Thì lên lúc này chúng ta sẽ di chuyển nhanh đó, mình sẽ di chuyển thế này. Và song song đó thì anh em muốn nhanh thì anh em lăn chuột tới đó, lăn chuột tới cho nó nhanh. Nhớ là phải rà theo con đường nha, nó đi theo con đường này cho nó không mất thời gian và nó giúp anh em đi đúng đường đó. Chứ nếu mà đi mà không rà sát thì nó sẽ lệch ra ngoài thì chúng em sẽ bị lạc đường và chúng ta sẽ bị giống như là vô một cái cõi hư không đó. Mình đã bị một lần đó các bạn, là không biết đường ra luôn đó. Rồi nha, chúng ta đi sắp tới chỗ cái lá cờ màu đỏ đó. Đây ok, thì trong chỗ mà chúng ta sẽ bỏ xe xuống nó như này, di chuyển tới nha. Nếu di chuyển gần quá các bạn lăn cái con chuột lùi lại cho nó chậm lại xíu. Rồi ở đây mình bỏ xuống này. Rồi thì tới đây các em bấm là Ctrl F9, Ctrl F9 đó, nó sẽ thả cái xe xuống, anh em thấy không, nó sẽ thả xe xuống. Và việc bây giờ chúng ta sẽ lái, hồi nãy mình xếp, nó bị lộn các bạn, mình chưa có xét số. Đây để mình xét lại, xíu nha. Thì mình vô mình xét lại cái phần này, cái phần cần gạt này, số 1 này đó, mình cài lại cái phần số này các bạn, để cho xe nó dễ đi á. Số 3 đó, mình cài lại cho nó dễ đi thôi. Số 5
Cái phần này thì nó số 7 thì em có, cho nên mình sẽ bấm cái này là số lùi này, đó số lùi này. Rồi. Tới phần này là ok thôi, còn chỗ này là mình bật thêm này nữa để cho nó. Rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại nha. Do mình lấy mình xếp nó không đủ. Đó, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ý. Sorry. Có cái gì đó nó bị nhầm lẫn chỗ này rồi. Xe chưa dìm nó tự lùi là sao? À, trục ly hợp này hả? Trục ly hợp này đảo ngược chứ. Đúng rồi. Rồi, ở dưới này số này. Phạm vi đơn giản cảnh báo cần gạt. Số 1. À, mình sẽ đeo qua nút điều khiển để coi nút điều khiển nó có bị lệch gì không. Ok, cái phần này là không có gì. Rồi. Mình đã cài rồi bạn. Mình sẽ vào xe đi. Ta sẽ chạy tới tới chỗ cái phần này này, nó sẽ báo. Rồi chúng ta thắng lại, bấm enter. Thì ở đây nó sẽ nói mình là chọn cái phần nào để mình đãi, thì ở đây mình sẽ chọn cái phần cao nhất nha. Đó, rồi xác nhận. Thì lúc này á, nó sẽ bắt mình lùi hàng vô. Thì ở đây mình sẽ lùi hàng vô chỗ cái chỗ mà nó sẽ hướng dẫn, nó chỉ với mình. Thì ở đây mình lại tiếp tục sử dụng cái phím số 0 đó các bạn, kế số 9. Rồi chúng ta sẽ bay lên. Bay lên thử coi thế là xe mình nó sẽ đậu như thế nào. Đó, mình sẽ chạy vô đây mình coi xe mình đậu như thế nào. À, xe mình đậu như này. Thì anh em cứ bay vô. Bay vô gần đây, bay sát vô đó, rồi. Tới đây quay lại. Tiến lên. Rồi, Ctrl F9. Nó lại thả xe mình xuống. Đó thì sau khi nó xả xe thì anh em thả xe làm sao mà nó hiện màu xanh này nha. Thì màu xanh này là ok. Rồi bây giờ chúng ta việc bây giờ chúng ta sẽ gia xe lại để cho nó hiện cái đó. Rồi anh em bấm enter. Thì như vậy là chúng ta đã gọi là đã về được thành công rồi các bạn. Thì làm cái này là nó sẽ giúp cho mình tăng lên tiền này, mình có 10 ngàn này. Nhưng mà để mua xe mua kênh này kia thì nó sẽ tăng, cần phải tăng kinh nghiệm lên. Thì anh em cứ lái nhiều chuyến nha, lái nhiều chuyến thì nó sẽ có điểm kinh nghiệm. Thì đây mình có 10 triệu này đó. Rồi tiếp tục. Đó là đây là cái cách mà chúng ta sẽ mới vào game là nó sẽ như vậy các bạn. Thì chúng ta sẽ có một gara như này. Ok, cái enter đi. Rồi. Thì hiện tại cái gara của mình là đây. Thì hiện tại thì bạn đợi mình xíu nha. Do là ở cái phần này á, mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên mình chưa nói nhiều vào cái phần quản lý gara. Thì anh em nếu mà anh em mới chơi, anh em phải lái thêm nhiều chuyến nữa, anh em sẽ có thêm kinh nghiệm và tiền nha. Hiện tại tiền mình đang có
một số lượng tương đối thôi. Rồi để mình quay ra, mình sẽ chọn một cái hồ sơ mà mình đã chạy rồi các bạn. Thì đây mình chọn một cái hồ sơ nha, mình sẽ nói thêm nha các bạn. Đó. Rồi thì đây là cái xe mình đã mod rồi. Thì ở trong phần này khi mà anh em có tiền có kinh nghiệm rồi, anh em để ý này, ở trong này nó có những phần quản lý gara này. Hiện tại cái gara mình đã có một cái gara ở Mộc Châu, thì trong đây mình đã mua xe tùm lum tà lá hết trơn đó. Thì đây là những xe của mình này. Thì khi mà vào game á, khi mà mua xe rồi á, anh em mua xe rồi thì nó sẽ có thêm những cái phần này. Đây, sau khi mình vào thì ở đây nó có này, quản lý xe tải này, quản lý xe tải này đó. Thì trong đây hiện tại là mình đang có ba cái xe. Đấy, xe này mình mua, xe này mình mod này, xe mod này. Đó. Thì anh em muốn lái xe nào anh em nhấp vô là bấm lái nó là mình sẽ lái nó. Đó, nhớ nha. Thì để mà mua xe á thì anh em sẽ đến đại lý xe. Mình sẽ quay ra. Đại lý xe này, vô đại lý xe này. Thì trong đại lý xe này nó có những, mình sẽ chạy tới cái phần nào mà nó, chỗ cái địa phận nào nó có thêm cái phần đại lý này. Thì ở đây là mình đang ở chỗ Thanh Hóa cho nên là mình không có đến mua trực tuyến được, mình ghé đại lý mốt. Thì trong đại lý mốt này mình mốt bao nhiêu xe thì nó sẽ vào hết đây. Và nhớ nha, ở hiện tại thì mình đang mốt cái Range Rover này, rồi trong này thì mấy xe Taco với lại xe Hyundai, xe đó mình mua đó. Thì anh em cứ cứ chọn và mà mốt vào đó thì mua. Rồi thì ở đây nó cái phần là quản lý lại tài xế nữa. Ví dụ như nhiều khi á, thì anh em chọn người nào đó anh em lái, thì anh em lái một người chính này, người chơi mình này, còn dưới là thuê đó. Thì khi mà mình có nhiều xe thì nó sẽ phát sinh là mình phải bắt buộc là mình phải thuê thêm tài xế đó. Thì cái phần này mình mở rộng sau nha, còn anh em cứ chơi một mình rồi mình cứ mua xe rồi mình lái, thích xe này mình lái, không thích mình lái xe khác đó. Rồi thêm nói phần nữa các bạn, để mà mod skin như này á, hiện tại skin này mình đã mod rồi này, mình đã mod skin này và mình đã lái một vài chuyến rồi đó. Thì trong này á anh em để ý này, để mà mod cái skin này á thì bắt buộc là cái phần này nâng cấp, là nâng cấp xe không phải nha, nâng cấp xe này chỉ nâng cấp xe tải thôi. Còn cái xe mod skin này anh em để ý này, anh em bấm lái, quay ra lái này, thì anh em phải bắt buộc tới ngay cái đại lý mà sửa xe. Wow, từ từ nha, mình chạy lên đây xíu nè. À rồi, bữa trước mình chạy xe nó bị dính chỗ này, chạy xe nó bị kẹt chỗ này. F7 thì anh em để ý này, đây bấm bản đồ lên. Thì để mà anh em mod skin vào á, thì bắt buộc là anh em phải tới tới cái chỗ mà nó có cái hình cái bằng ốc á, cà lơ hay gì đó, đại loại là vậy đó. Ở đây thì mình ở đây mình đang nó đang hiện cái gì ta, đó chỗ đây này, như chỗ đây này, xe mình đang đứng chỗ đây đúng không? Thì mình phải quay về chỗ này này, mình phải quay về chỗ này để mình mod skin đó. Thì để mình coi mình di chuyển được không nha, di chuyển xe về mình hủy hợp đồng. Rồi thì để mà mod skin á thì anh em để ý này, mình sẽ tìm cái chỗ đây, gần cái chỗ này là nó có chữ sửa chữa luôn này, mình đang ở chỗ phần sửa chữa này. Thì anh em vào đúng cái khu đó mình sẽ bấm enter. Thì ở đây nó có cái phần này, anh em để ý là cái phần là điều khiển chỉnh tất xe tải này. Thì vào trong này á nó có những cái giống như là động cơ này, điện, tất cả những cái này. Thì á anh em để ý cái phần này này,
màu sơn này. Màu sơn á thì đây là cái phần mod skin. Thì đây là những cái skin mà khi mà mod vào nó sẽ như này. Nó mặc định như này, còn cái skin của mình mod vào nó sẽ như này các bạn. Nó nằm chỗ này nè, đó, skin mình sẽ nó sẽ chỗ phần là do skin. Thì sau khi mình mod vào thì nó như thế này. Rồi mình chỉnh sửa các kiểu này kia, bấm phần này. Bấm phần này. Đó, thì trong này nó có những cái phần mình thêm đồ các kiểu, trong này mình nhấp vô á, chọn cái giống như cái này đi, bảng led này đi, đó nó có nhiều led thấy không, bảng led của mình đâu ta, bảng led mình đây, đó bảng led mình làm tăng kim chi đây, đó thì bảng led mình gắn vào thì nó như này. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm skin đồ nha, skin đồ làm rất là dễ luôn, nói chung làm rất là đơn giản, có thể làm bằng điện thoại. Có thể làm bằng điện thoại nha, không nhất thiết phải làm trên phần mềm vi tính nha. Đó, thì trong này nó có những cái phần như là biển số xe đồ. Rồi đó, mod lên nhìn cũng rất là đẹp đúng không? Đó là nó là như vậy đó. Thì ở những cái này thì có thời gian anh em tìm hiểu thêm. Đó, mình này mình xóa cái này đi. Cũng được ha. Đó, thì đây là mod skin nha. Rồi đó thì xe như này. Rồi thêm nữa thì mình sẽ nói thêm cái phần lệnh, những cái câu lệnh mà đơn giản sau khi mà anh em cài đặt và anh em chỉnh sửa cái phần develop đó. Thì bây giờ là ban đêm nha, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà ba câu lệnh ngắn gọn đơn giản. Thì hiện tại là ban đêm, thì anh em muốn sang ban ngày thì anh em sẽ bật cái câu lệnh lên, anh bấm bấm cái dấu ngã mà nó cần cái kế cái nút ESC các bạn. Đó, nhấp vô thì nó sẽ hiện lên cái câu này và anh em sẽ bấm, anh Thanh để thấy chữ không, con sale không đó. Thì ở cái phần này anh em sẽ bấm là G à, từ 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 G nha, shift gạch rồi set tiếp gạch nữa, weather, weather là từ tiếng viết tắt của từ tiếng Anh đó các bạn, đó weather nha. Rồi cách một cái anh em sẽ bấm con số 1 hoặc con số 0, ở đây mình bấm số 1 nha, enter một cái đó. Đây là trời mưa, đây là câu lệnh trời mưa nha, và cũng cái câu này luôn, cũng cái câu này luôn, anh em đổi thành con số 0. G gạch set tiếp gạch weather, cách cái bấm số 0, enter cái thì nó đã hết mưa. À, đây là câu lệnh rất khá là đơn giản luôn. Và thời tiết nhớ nha, thời tiết mưa và không mưa. Và bây giờ là ban ngày ban đêm này, thì hiện tại mình đang ở ban đêm hiện tại là đang bây giờ là 18 giờ 54 chứ là 7 giờ kém 5 á, thì mình sẽ chuyển thành ban ngày nha. Giờ xếp chặt set xếp chặt tham này, rồi cách một cái bây giờ mình sẽ chọn là 9 giờ sáng đi, bấm 9 enter một cái đó, nó đã biến thành ban ngày rồi đó. Đây là cái cách mà anh em có thể sử dụng để mà mình thay đổi cái giờ theo cái chuyến xe mà mình đang lái. Ví dụ như chuyến xe mà Tân Kim Chi này thường thường chạy chuyến xe mấy giờ, từ mấy giờ đến mấy giờ, thì anh em có thể thay đổi cái giờ như này để anh em có thể cài mà mình chạy đó. Nhớ nha, đây là cái câu lệnh mà thay đổi thời gian ban ngày ban đêm gì đó. Rồi một cái nữa là mật độ giao thông, thì để làm cái này thì mình sẽ lái xe ra bên ngoài nha, mình sẽ lái xe bên ngoài cho anh em thấy là xe bên ngoài nó đông hay là không. Sẽ di chuyển ra đâu vậy, phải ra chỗ này không ta, cổng đâu, đây 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 đây, rồi mình sẽ ra chỗ này nha. Đó, mình sẽ cho anh em thấy là cái mật độ giao thông nó như thế nào khi mà mình set
Hình như là bữa mình xét ở mật độ giao thông này là từ từ, đúng rồi. Để mình cho anh em xem là mật độ giao thông nó như thế nào nha. Rồi mình sẽ dừng nó đây. Rồi ok, thì hiện tại anh em thấy giao thông rất là đông không? Mà mình tắt xe đi. Rồi để mà cái mật độ giao thông nó giảm đi á, thì anh em có thể bấm cái câu lệnh như này, mình bấm lại cái nút phím lên nha, bấm G xếp chặt traffic đó, anh em bấm chữ traffic như này nhớ nha. Rồi cách một cái, giờ mình bấm số 0 nha, enter, mất hết xe đó. Cái con số 0 này là cái con số mà gọi là không còn xe nữa. Và anh em bấm thêm cái nữa là mình sẽ traffic fit cách một cái, thêm số số 2 đi, số 1 đi. Lúc này á, số 1 thì nó sẽ có xe nha. Đó, nó có xe chạy ngồi kia này nhưng mà ít. Thì mình sẽ tiếp tục số 3 đi. Ba. Thì lúc này mật độ xe nó sẽ đông hơn rất là nhiều. Đó, xe nó đã đông hơn. Rồi mình tắt này đi. Đó. Xe nó sẽ đông hơn rất nhiều. Thì đây là một cái trải nghiệm mà giúp cho chúng ta có thể tăng mật độ giao thông. Nếu mà khó lái quá thì anh em giảm xuống, và nếu mà lái ok rồi thì anh em có thể tăng lên. Đó là nó là như vậy. Đây là những cái câu lệnh rất là đơn giản, anh em nhớ nha. Rồi thì ở video này mình giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy thôi. Đây là cái cách mà cơ bản để mà vào game chơi game hay. Thì ở video sau thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách làm skin này, mod skin và mod xe đồ các kiểu. Đó thì hy vọng anh em sẽ thích cái video này, và đừng quên là để lại mình một like, một share lên cái kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và nhiều like mọi người ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì mình sẽ lên xe thôi các bạn. Lên xe này. Mình sẽ dạy một vòng cho các bạn xem. Chạy đi bác tài ơi. Yes, go. Đó. Rồi, rồi, xong rồi. Bề số chạy đi bạn. Đó. Chạy khá là ok luôn. Thì mật độ giao thông như thế này á, chạy rất là tuyệt vời luôn. Đó. Được chưa? Chạy chạy khá là ok. Trời ơi, qua nó đông rồi. Thì tùy vào cái cấu hình máy của anh em nha, tùy vào cái hình máy của anh em mà anh em có thể tăng mật độ giao thông lên. Và thêm cái nữa mình sẽ nói ở phần này các bạn. Mình sẽ quay ra đây ở cái phần cài đặt này. Thì ở đây cái phần là đồ họa này anh em. Đồ họa thì đây mình tăng maximum luôn. Anh em nếu mà cấu hình yếu thì anh em giảm xuống. Ở phần này, đó thì nó sẽ giảm xuống một xíu. Đó, thì nó không bị rung giật lag. Còn nếu mà cấu hình mạnh thì mình có thể tăng lên. Cái phần âm thanh thì anh em có thể tắt cái phần, tắt những cái phần như là tắt những phần âm thanh nào không thích. Rồi cách chơi, chỗ cách chơi này anh em để ý này, ở dưới này cái phô mô phỏng mệt mỏi thì anh em thích anh em tắt đi. Và vi phạm giao thông này, thêm cái nữa là nó sẽ thêm cái nữa là mất tiêu ta. Đây giới hạn tốc độ này, giới hạn tốc độ xe tải này anh em không thích thì tắt đi. Đó rồi những cái phần khác nói chung là anh em không thích thì anh em tắt cái cài đặt này. Rồi nút điều khiển, những nút này thì sử dụng đa số là dành cho vô lăng thôi. Rồi ok, như vậy là được rồi ha. Thì hy vọng anh em sẽ biết, anh em nào chưa biết thì anh em có thể xem và làm theo nha, và anh em biết rồi thì có thể qua qua nha. Hy vọng mọi người đã
gọi là biết chút ít nào để tiếp tục cái game này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.